Pino Pachi. Xin chào các bạn. Chào sau các bạn. Khi đi thăm thủy cung xong bây giờ ra đây là cái gì nhỉ? Tòa nhà cao nhất Nhật Bản ạ. Sao đó? Cao nhất Osaka ấy chứ hả? Cao nhất Nhật. Bao nhiêu tầng đây tòa nhà cao nhất Nhật Bản theo lời của Thái và Long giới thiệu? Nhưng mà đây cao nhất Nhật á, đấy thấp mà, không bằng Lotte mà. Đây thôi. Nhưng bao nhiêu tầng không biết không? Mình vào mình sẽ biết. Biển số xe Nhật buồn cười nhỉ, sao nó lại trước cái số nó có mấy cái chấm chấm là cái gì đấy? Có ai biết không? Không biết. Em chỉ biết là thích thì đặt. Sao lại có chấm chấm ở trước số là cái gì? Thì Việt Nam có chấm 29M này. Chấm một cái đúng không? Không, nhưng mà phẩy chấm mà cũng không hẳn là dấu chấm nữa. Chấm ấy cách ra. Với cả ở Nhật ấy, biển xanh này là xe kiểu dành để đi kiếm tiền ấy. Đây là những kiểu là vận chở khách hay là chở hàng thế ấy. Ờ. Những cái biển vàng này là dành cho những cái xe dạng nhẹ. Còn biển trắng là xe thường. Tức là mình dùng biển vàng mình không được đi kiếm tiền à? Không được đi dạng như kiểu chở taxi hay là không được ấy. Nhà của công ty, của những cái công ty ấy hay là ấy thì nó sẽ là biển xanh. Bây giờ ra đây bắt đầu thấy phố xá nhộn nhịp. Ở đây sao có con chó để làm gì này? Xin tiền. Ở Pháp cũng thế nhá. Xin tiền lại cứ cho mỗi con chó ngồi cạnh xong rồi bảo là còn chẳng nói năng gì, biết mỗi cái biển đấy tao rất đói hãy cho tao tiền. Có ai cho? Có. Nhiều người không? Không biết. Nhưng mà cái mấy cái ông ấy cứ cho là các ông ấy mua tiền, mua rượu, mua bia uống cả ngày mà ăn gì đâu. Đây là phố, đây có phải gọi là trung tâm chưa? Trung tâm làm việc. Tenoji. Tenoji á? Tenoji. Mấy cái xe taxi bên này trông cổ nhỉ? Xe taxi này không chạy bằng xăng. Mà chạy bằng ga. Thế á? Chạy bằng ga đấy. Chạy bằng ga thì có cái trạm để nạp ga. Có. Tớ đi trạm xăng luôn. Hơi tối. Bây giờ đi thăm. Sẽ đi vào xem cái tòa nhà cao nhất. Đây học sinh Nhật kìa. Thấy mặc váy giống trong phim. Đây học sinh Việt này. Đâu? Mày biết rồi. Trước khi đi lên cái chỗ để quan sát thì đi vào một cái cửa hàng. Depato. Depato là cái gì? Depato tiếng Anh. Nhưng trong này là đồ bán mấy cái đồ linh tinh. Thơm quá. Thơm nhở. Bên vào đây, vào đây. Vào đây à, họ cứ chào mình lại tưởng là họ muốn nói cái gì. Quần áo ngủ. Một bộ này 4 triệu. 4 triệu cái bộ này các bạn ạ. Các bạn ạ. Thế chắc trong này là đắt đúng không? À con này là con vận động viên trượt băng. Trượt băng ạ? À? Hàn Quốc ấy hả? Bơi chứ. Bơi. Con đứng một người. Con chụp ảnh. Cái này làm từ châu Phi này. Thật á? Cây này lạ không? Cây gì đây? Cà chua. Ôi, thật đấy giả? Dạ. Thái ngồi ở đây xem nào. Đó là chữ gì?
Chắc là tập đây còn bình thường thôi. Đây là bán những cái đồ làm vườn. Không có gì nhỉ? Thôi chắc là tí nữa lên trên gác thì sẽ quay tiếp cho các bạn. Còn mình đi đấy. Bây giờ là tầng 16 thôi, nhưng mà cái nhà này có 60 tầng. Từ tầng 16 là có thể nhìn được một số thứ rồi. Combini là cái gì? Đây các bạn. Đây là tầng 16. Nhưng mà vẫn chưa phải là tầng cao nhất. Còn tầng 60 nữa, quay cho các bạn xem. Xung quanh có cây xanh. Đi sang bên kia xem nào. Thì thang máy mà lo gì. Đây đây hả, cái tầng lên nữa đây á. Phải cái này không? Ừ nhưng mà ai? Ngồi trên cánh máy bay luôn đấy. Ở đâu? Nó thẳng đó. Đùa, cái đoạn rơi từ trên thang của anh nó khẽ. Anh đúng à? Cái này có đi ra ngoài này được không nhở? Đi ra được. Đi đường nào? Đấy các bạn ạ. Đằng kia là dãy núi, núi gì ấy? Ủa? Núi gì? Hoàng Liên Sơn. Núi gì? Không. Núi gì? Thái Bình chẳng có núi nên là không nghĩ ra được. Không đi ra ngoài được. Ngồi. Thế này các bạn ạ. Để tí nữa lên xem có lên cái tầng cao nhất không thì lên đấy phải mua vé. Lotte bao tầng? Không biết. 59 đâu. À, 59 đâu. Đây đã mua vé rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ scan và cho vào đây, đi vào đây để lên tầng 60. Lên tầng 60. Lần. Phía Bắc. Các bạn ơi nhìn này. Sợ ông chóng mặt quá.
Ở đằng kia có một cái công viên dễ thương này kia mà chả ra, có cái cầu kìa. Sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Ôi nhìn đường từ xa, nhìn đường cao tốc kìa. Các bạn thấy đường ngang dọc không? Có một cái đường rất là dài. Chóng mắt quá các bạn ạ. Dưới kia là đường tàu sắt, đường sắt. Đây là toàn cảnh Nhật Bản ở trên cái tòa nhà cao nhất. Theo lời em họ mình nói là cao nhất Nhật Bản, nhưng mà mình nghĩ là không biết đúng không, chắc là cao nhất Osaka rồi. Quay lại đây, đi vòng đường kia. Đi sang bên kia xem có gì nào. À đây này, nó nói đây này. Cái tháp này là cái tòa nhà cao nhất Nhật Bản. Còn có một cái tháp cao hơn thì là cái tháp truyền hình của Nhật Bản. Và cái tháp Eiffel ở Pháp thì cao hơn 33 mét. Kinh chưa? Thực sự nói với các bạn là mình quay mình không dám quay gần, tại vì mình hơi chóng mặt. Chóng mặt quá. Ra đằng kia là phía biển các bạn ạ. Mình sẽ ra cho các bạn xem nhá. Nhưng mà sẽ bị ngược sáng nên có thể là sẽ không nhìn rõ đâu. Các bạn ơi nhìn cái kính này. Ở đây là biết các bạn biết họ làm gì không? Họ đi vào chụp ảnh, họ tính tiền chụp ảnh. Còn đây là nơi mà họ bán những cái đồ lưu niệm. Ở đây bên này là quay trúng thưởng, bốc có khi sẽ được một con thú bông. Đấy, mình đã đi một vòng cho các bạn xem. Thank you.
dưới này là quán cà phê này. Đã đi ra cái chỗ đằng kia mà khách sạn nó có kính chưa? Sợ lắm à? Hơi sợ rồi. Thằng bảo là đợi tối có hoàng hôn xuống thì mới đẹp. Nhưng mà bây giờ chơi hết được. Sao mình chơi cũng được mà, mình ngủ đây, nằm ngủ đây. Ôi trời ơi. Mấy giờ hoàng hôn được chứ, 6 giờ á? Bây giờ có mà chờ mấy tiếng à? Tiếng rưỡi nữa thôi. Đây này, cái chỗ kính đây này. Đấy. Đứng vào đấy đi. Đứng vào đây xem nào. Nhưng mà hơi bị ngược sáng chỗ này. Tí chụp xuống nhá. Tí đợi ở đấy nhá, quyết đợi nhá. Tên chi mà ôi như kiểu thành cái thành cổ sân bóng ấy. Sân bóng. Cái thành người đấy. Sân bóng là ghê nhỉ. Tạm chào các bạn nha. Tí nữa nếu như mà có đi chơi ở đâu lại, mình lại quay tiếp.